anh chỗ khác anh, cho em quay cái clip ra. Cây cọc này nha, chạy thẳng dài xuống. Tới cọc nào? Cọc cao á. Cọc mình dưới đây hả? Cái cọc ngay chỗ nhà này là phải không? Cọc cao đó. Là chạy dài xuống mút ở dưới. Tới cái trụ đó nha, trụ già, trụ cao đó nha. Dài dài xuống. Ủa anh nói hai mặt tiền nào? Không đâu. Ở dưới là cái rạch hay gì ạ? Dưới là rạch hay gì ạ? Anh không biết nữa, anh chưa đi tới dưới. Này chẳng thì đang dịch hay gì ạ? Hả? Hai mặt tiền hả? Đường đó đi vô trong cái này tiền nhỏ. Anh nói cái đường này là mình bảo đảm mua đường được 2 mét đi ra ngoài hả? Được, nó nói anh là bảo đảm mua được 2 mét chạy dài xuống ra tới mức ngoài luôn. À, là được 2 mét á. Được 2 mét. Đẳng cỡ ba mấy mét ta, 50 mét đây hả? Cọc này tới cọc đẳng hả? Ừ. Cái này hả?